Xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho anh em một cái video về một tựa game chơi cực kỳ vui. Và đặc biệt là tựa game ngày hôm nay có miễn phí để kiếm tiền luôn nha. Một cái chủ đề mình thấy là rất đang được nhiều anh em chú ý tới. Ok. Và cụ thể tựa game ngày hôm nay là gì, cách chơi và cách earn được những đồng token trong game là ra sao. Trước khi vào đến nội dung chính, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game play to earn mới nhất trên kênh của mình nhá. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần đầu tiên, là phần tìm hiểu trang web nha. Let's go nào. Và tựa game ngày hôm nay mình muốn đem đến để chia sẻ cho toàn thể anh em có tên là Metramer, một tựa game chiến thuật cực kỳ hay và cực kỳ phù hợp với anh em nào muốn chơi game tại thời điểm cận Tết này. Tại sao mình lại nói là phù hợp? Thì bởi vì tựa game này có hai cái chế độ chơi miễn phí để kiếm tiền ha, có thể chơi miễn phí để kiếm tiền được, và chế độ thứ hai là đầu tư để earn lợi nhuận đó. Và kể cả khi anh em đầu tư chơi tựa game này thì cái vốn khởi điểm rất là nhỏ thôi, mình nhớ không lầm là 4 hay 5 đô thôi, không đáng là bao ha. Và cận Tết thì có rất nhiều dự án scam, nên là mình nghĩ anh em chỉ nên đầu tư một số tiền nho nhỏ thôi, lấy tiền uống nước, lấy tiền ăn chè thì vẫn là ok. Còn số tiền lớn thì mình nghĩ là anh em nên để lo cho gia đình có một cái Tết êm ấm hơn ha. Đó là lời khuyên của mình. Tất nhiên tiền là của anh em muốn đầu tư vào đâu, anh em muốn làm thế nào thì đó là quyền của anh em. Ok. Và đầu tiên thì mình cũng xin tóm tắt cái nội dung trò chơi và cách earn cho anh em. Thì khi mà anh em chơi tựa game Metramer ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đánh PvE để thu thập những con quái vật, giống như cách là anh em chơi Pokemon ấy. Đó, anh em đi săn những con quái vật, và khi mà có con quái vật rồi, anh em hoàn toàn có thể dùng nó để min thành NFT và đi leo danh nhận phần thưởng của vua giả ấy. Hoặc là chúng ta không min thì chúng ta có thể đi làm nhiệm vụ để kiếm về những đồng token. Đó là sơ qua một chút, tóm tắt một chút về cách chơi và cách earn trong cái tựa game ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về trang web nha. Thứ nhất là tựa game ngày hôm nay hiện tại đang có hai phiên bản Android và phiên bản dành cho iOS. Link tải thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em tải xuống ha. Và đây là cái hình ảnh của các nhân vật trong game. Ui, hình ảnh tuyệt vời nha anh em, thật là tuyệt vời luôn. Khi mà anh em tham gia vào trong tựa game này, chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ chơi khác nhau. Ví dụ như là chế độ chơi PvE để thu thập những con quái vật mới này, chế độ chơi PvP để leo danh với những người chơi khác này, chế độ chơi đánh bot để leo danh bot và thu về phần thưởng khi mà con bot đó đai này. Đó, rất là nhiều chế độ chơi khác nhau ha. Tiếp theo thì đây là một vài hình ảnh của một vài con bot tượng trưng ở trong cái tựa game này. Mình thấy đồ họa trong game khá là ổn nha anh em. Nếu như anh em chơi tựa game này vì giải trí cũng rất là ok ha. Đó là một vài thông tin ở trong tựa game này. Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ đó là làm thế nào để earn được token, và token của nó hiện tại có giá là bao nhiêu? Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra giá token ngay ha. Và khi mà anh em chơi tựa game này, anh em leo danh này, anh em làm nhiệm vụ này, anh em đi đánh boss này thì sẽ nhận về token MMM đấy nha. Hiện tại đồng này có giá là 106 đồng trên một token. Và hiện tại token này được list ở trên Pancake này, được list ở trên Mech này, rất nhiều sàn đang list đồng token này rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng nhất, đó là hướng dẫn chơi và hướng dẫn kiếm token trong cái tựa game ngày hôm nay. Let's go. Đầu tiên để chơi được tựa game ngày hôm nay, chúng ta cần tải tựa game này xuống. Hiện tại dự án đang có hai phiên bản chính, phiên bản dành cho iOS và phiên bản dành cho Android. Link tải thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em tải về ha. Ở đây thì mình đã tải thành công tựa game về trong cái máy tính bảng của mình rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên ha. Thì khi mà anh em tải tựa game này xuống, anh em đăng nhập vào tài khoản Google, sau đó làm theo hướng dẫn tuân thủ là được. Ở đây là một cái tài khoản cũ của mình, và bây giờ mình sẽ đi luôn vào vấn đề là hướng dẫn anh em chơi và hướng dẫn anh em kiếm tiền miễn phí đối với cả tựa game ngày hôm nay. Đầu tiên là về phần play thì nó chỉ có, nếu như anh em chơi miễn phí nha, thì chơi được một chế độ duy nhất là chế độ battle ở giữa màn hình đấy nha. Anh em bấm vào battle này. Ở trong phần này chúng ta có thể kêu gọi ra những con tướng này đó. Và ví dụ nha, ví dụ có hai con tướng giống nhau, chúng ta hoàn toàn có thể ghép nó lại thành một con tướng cấp cao hơn. Hoặc là chúng ta hoàn toàn cũng có thể vào giúp mình phần túi đồ. Đấy nha, phần túi này, bấm vào. Ở đây sẽ có phần auto, auto gì đó nha, mình không biết đọc tiếng Anh đâu. Bấm vào. Đó, nó sẽ tự động ghép những con tướng đủ điều kiện lại với nhau. Ví dụ hai con tướng một sao sẽ có thể ghép thành một con tướng hai sao. Đó, kiểu như vậy ha. Đó là cách để ghép con tướng. Và chúng ta chọn ra ba con tướng khỏe nhất từ ba cái hệ khác nhau, có hệ tấn công này, hệ thủ này, hệ support này. Đó, thì ví dụ nha, mình bỏ hết nha. Ví dụ mình sẽ lập lại một đội hình mới này, mình sẽ cho cái con này là của mình là bậc S, là bậc cao nhất ở trong tựa game ngày hôm nay, và con S này chỉ gắn được ở một ô, là ô này mà thôi, là ô tấn công ha. Bấm vào. Tiếp theo là con nhện, nhện này cũng là level S, là cái bậc S đấy, độ hiếm của nó là S ha. Thì anh em nên ưu tiên cái con nào có chỉ số lớn nhất của mỗi bậc. Ví dụ con này tấn công là 110 này, HP của nó là 1799, là rất phù hợp để phòng thủ cho vào ô giữa. Cuối cùng là cái con này cũng là S, con này là tấn công của nó 295, HP của nó là 1003. Ok. Sau khi mà sắp xếp xong một đội hình phù hợp rồi, đấy nhỉ? Nó hiện lên cái vòng tròn này là
một đội hình phù hợp. Khi mà đã sắp xếp xong rồi, anh em bấm vào battle này. Đó, đây là cách chúng ta chơi miễn phí ha. Và những con này sẽ đi đấm những cái con bot ở trong map PvE. Ok, một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Ở đây sẽ có chế độ X2 ha, X2 tốc độ chơi này. Rất là ok, rất là nhàn thôi, không có quá nhiều cái cần phải chú ý tới đâu. Khi mà anh em gặp những con bot lạ thì cái trò chơi này sẽ cho anh em tung ra những cái hộp này để bắt lấy những con bot đó. Và bot càng hiếm thì bắt nó càng khó. Ví dụ hộp anh em dùng cái hộp xanh lá cây này thì tỷ lệ cao nhất để bắt được con bot này chỉ là 10% mà thôi. Nhưng nếu như anh em dùng cái hộp xanh dương bên này thì tỷ lệ cao nhất để bắt được con bot này là 40%. Nhưng nữa, nếu như anh em dùng cái hộp bốc màu tím này thì tỷ lệ bắt được con bot này là 100%. Nên là anh em nên ưu tiên nha, anh em nên ưu tiên để dành những cái hộp bốc xịn để bắt những con bot xịn nha. Còn những con bot đều như này ấy thì mình chỉ nên dùng cái bốc màu xanh lá cây hoặc là không bắt luôn. Mình sẽ bắt để cho anh em biết được cách bắt bot nha. Đây nha. Anh em canh làm sao cho cái mũi tên này nó vào đúng giữa cái vạch này là được, đúng giữa cái phần trăm cao nhất là được ha. Ví dụ nha. Ok, vào đúng giữa luôn. Đó là tỷ lệ bắt cao nhất ở trong tựa game này. Nhưng nếu không bắt được thì con bot này lại chui ra và chúng ta lại phải bắt lại một lần nữa. Nó bắt bao giờ được thì thôi nha. Bắt bao giờ được thì thôi. Lại chui ra này, đó đấy không? Con bot này nếu mà dùng cái hộp xanh lá cây ấy thì bắt rất khó, nhưng mà nếu như anh em dùng cái hộp xanh dương hoặc là hộp xanh hộp tím bên này ấy thì bắt rất là dễ thôi. Đây nha. Bắt 16% tiếp này. Không biết có bắt được không anh em ạ? Khó bắt vãi cả trưởng. Ê. Ô, được rồi đây, được rồi đây, được rồi, được rồi. Bắt được rồi nha. Cứng đầu nhưng mà vẫn bắt được. Đó, đây là con bot mới của mình. Bậc A ha. Đó là cách chúng ta bắt một con bot. Còn những con này mình có rồi, mình level luôn. Rồi level bỏ này. Ok. Và chúng ta cứ tiếp tục như thế và cách chơi nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Và đó là cách chơi cơ bản ở trong cái tựa game ngày hôm nay. Vậy câu hỏi mà anh em đang quan tâm nhất lúc này đó là làm sao để earn được những đồng token một cách hoàn toàn miễn phí? Có những cách nào để kiếm được? Thì mình cũng xin trả lời luôn là có một vài cách sau đây. Tất nhiên là có thể thiếu nha, mình chỉ có thể chia sẻ cho anh em những cách cơ bản mà thôi. Nếu như thiếu thì anh em tự khám phá và bổ sung thêm ha. Đầu tiên cách mình muốn chia sẻ cho anh em là cách leo danh. Đây là anh em vào giúp mình phần danh. Ở trong phần danh này sẽ hiển thị cái số thứ tự của anh em ở trong cái bảng danh. Và top 1 nhận được là 20.000 token. Cứ thế đến top 100. Đây nha. Top 100 nhận được là 1.000 token thì phải. Đó, đây nha, 100 nhận được 1.000 token. Top 101 nhận được 3.000 cái tài nguyên kim cương màu tím. Ok, đó là phần thưởng của cái phần leo hạng. Và câu hỏi nữa, đó là leo hạng này thì leo hạng ở chỗ nào? Đó, thằng này nói luôn đi. Thì mình cũng xin trả lời luôn một lần nữa. Đó là leo hạng ở trong phần này nha. Anh em vào giúp mình phần này. Ở trong phần này sẽ có Monster Tower. Đó, Next Season 4. Còn 4 ngày nữa này. Còn 4 ngày nữa là Up Season này. Và chuyển sang một cái mùa giải mới. Anh em leo càng nhiều gì nhỉ? Càng nhiều tầng ở trong phần này càng tốt. Anh em chỉ cần bấm vào battle này. Đó, và anh em chọn chơi hoặc là gọi ra những con tướng anh em lắp ghép gì đó. Và cách chơi cơ bản này thì vừa nãy mình đã hướng dẫn anh em ở trong phần play rồi, không cần quá quan tâm đến cách chơi ha. Cách chơi rất là nhàn thôi. Ok, ở trong phần đấu tháp này thì chúng ta leo càng nhiều tháp ở trong một mùa giải càng tốt. Và đến mùa giải tiếp theo thì tất nhiên nó sẽ reset lại từ đầu. Ok, và mình đã thua ở trong cái tầng này rồi. Việc của mình khi mà thua đó là chúng ta có thể đi up level cho con tướng chẳng hạn. Ví dụ mình up level cho con này chẳng hạn. Ok, up level lên để tăng cái đam này, tăng HP nó lên, vân vân. Hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể đi gắn những con tướng khỏe hơn để đi chiến đấu với cái map cao hơn. Đó là cái cách đầu tiên để earn. Nói tóm gọn lại, cách đầu tiên là leo danh. Danh càng cao thì phần thưởng càng nhiều. Và leo danh này là leo danh ở trong phần Monster Tower nha, không phải leo danh ở trong phần Battle đâu nha. Ok, đó là cái phần đầu tiên mình muốn chia sẻ. Cái cách thứ hai để earn được những đồng token miễn phí đó là chúng ta đi làm nhiệm vụ. Anh em bấm vào giúp mình phần thứ hai, đây là cái phần này. Ok, đây là bảng nhiệm vụ của chúng ta. Và ở trong cái bảng nhiệm vụ này sẽ có những nhiệm vụ dành cho những em nào chơi miễn phí. Như mình thấy hiện tại đang có hai nhiệm vụ là có thể là chơi miễn phí kiếm được. Còn tương lai có thêm hay không thì mình không biết ha. Đó chính là hai cái nhiệm vụ đầu tiên này. Đó, nhiệm vụ thứ nhất là unlock 300 level. Nhiệm vụ thứ hai là leo đến cái tầng 50 trong cái Monster Tower. Thì đầu tiên nhiệm vụ unlock 300 level là cái nhiệm vụ này nha. Rồi, anh em chỉ cần đánh battle ở trong màn hình chính này. Anh em đánh bao giờ đến cái map 300 là được. Tất nhiên thì phần thưởng ở đây chỉ là phần thưởng thứ hai thôi. Phần thưởng đầu tiên là đánh đến cái map 100 là mình nhận được 50 token. Và đánh đến cái map 300 là nhận được 100 token. Vân vân, nó cứ nhân lên như vậy ha. Đó, cái nhiệm vụ thứ hai là unlock tầng 50 nhận được 50 token. Cái nhiệm vụ đầu tiên là anh em đánh ở ngoài màn hình nha. Nhưng mà cái nhiệm vụ unlock tầng 50 ấy là anh em phải chơi ở trong cái phần Monster Tower. Đó, một mũi tên trúng hai con vịt nha, trúng hai nhiệm vụ. Thứ nhất là chúng ta có thể leo danh trong này. Thứ hai là chúng ta cũng có thể làm nhiệm vụ luôn trong quá trình leo danh. Ok, đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta có thể kiếm được token miễn phí khi mà chúng ta không đầu tư trong dự án nha. Ok, tương lai thì có thể là có thêm, hiện tại thì mình không biết nha. Hiện tại thì mình chỉ khám phá ra được hai cách như vậy mà thôi. Và tiếp theo, nếu như mà anh em muốn đầu tư vào trong tựa game này, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, thì làm như thế nào? Thì khi mà anh em đầu tư vào trong trò chơi ấy thì anh em sẽ có rất đa dạng các cách khác nhau để kiếm tiền. Cách thứ nhất là chúng ta đánh cái con bot. Đấy là con bot này.
chúng ta đánh con bot này để kiếm điểm ha. Ví dụ danh này nó chia theo danh, anh em tác động đến con bot này càng nhiều đam thì danh của anh em càng cao. Ví dụ cái thằng top 1 này là tác động đến con bot này 38,5%, và khi mà con bot này nó chết, nó die ha, thì cái thằng đầu tiên này, thằng tác động nhiều nhất ha, sẽ nhận được là 29.735 cái đồng token MMM, và giá trị của một đồng này hiện tại là 100 đồng, 100 Việt Nam đồng trên một token đó anh em nhân lên ha. Đó là cái cơ chế đầu tiên khi mà anh em đầu tư NFT vào trong tựa game này. Một chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em min NFT ha. Và cách cuối cùng khi mà chúng ta đầu tư NFT vào trong dự án để earn được, đó này, vẫn là làm nhiệm vụ ha. À đâu, đây chỉ là một cách gần cuối cùng thôi, còn một cách nữa. Ở đây sẽ có rất là nhiều những nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như là anh em min 5 NFT sẽ nhận được là 200 token này. Min 5 NFT, 5 sao, min NFT 5 sao của cái level S trở lên thì sẽ nhận được là 500 cái đồng token. Đây là dành cho cái con tướng bậc S ha. Đó, vân vân. Và cái cuối cùng để kiếm được token khi mà anh em đầu tư, đó là anh em vào giúp mình phần deep pack. Đó, ở trong phần này chúng ta hoàn toàn có thể stake những con NFT để thu về đồng MMM. Nhưng mà lưu ý là NFT có thể tham gia vào trong phần này là NFT hạng S trở lên. Đó, hạng S trở lên mới tham gia được vào phần này ha. Còn hạng B này, hạng C này không tham gia được nha. Ok, vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ là anh em min NFT thì min như thế nào? Mình sẽ trả lời ngay sau đây. Phần này thì anh em có thể tham gia đầu tư hoặc là không nha. Mình không kêu gọi đầu tư vào trong dự án này nhá. Ok, tiền của anh em tự quyết định xem là có nên đầu tư vào trong dự án này hay không. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em min luôn. Thứ nhất là anh em min NFT từ những con bot anh em kiếm được trong quá trình chơi. Thứ hai là chúng ta mua trực tiếp những con NFT đó ở trên chợ dự án. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em từng cách một nha. Anh em vào giúp mình phần NFT. Đó nha, cái phần này. Ở trong phần này anh em bấm vào giúp mình phần get NFT. Và anh em bấm vào giúp mình dấu cộng. Và ở đây anh em chọn giúp mình những con tướng mà anh em muốn min. Lưu ý là tướng có cái cấp bậc càng cao thì giá trị min của nó sẽ càng nhiều. Ví dụ nha, con này là bậc S, anh em min mất độ khoảng là 46.000 token MMM thì với min được 46 token. Đây nhà mình sẽ nhân nó lên ha. 46.000 là 4.6 triệu thì với min được con này thành NFT. Ok. Và lưu ý ở trong phần min NFT này, đó là cái giá min của nó ấy sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là độ hiếm của tướng, tướng S này, tướng B này, tướng A này, tướng B này, thì tướng có độ hiếm càng cao, giá min sẽ càng nhiều. Và yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến giá đó là cái level của tướng. Ví dụ nha, anh em bấm vào dấu cộng này. Mình min con này level 20 thì mất là 49.440 cái đồng token. Nhưng cũng là cái bậc S đó, mình min con level 1 thì mình chỉ mất là 24.720 thôi. Đó, rất là rẻ nhá. Nên là anh em xác định min con nào thành NFT thì hãy min ngay từ đầu, chứ đừng để nâng cấp lên rồi với min. Giá min cực kỳ chát nha, thề. Đó là một cái lưu ý trong phần min NFT này. Ok. Còn nếu như anh em không thích tự min NFT của mình, anh em hoàn toàn có thể vào giúp mình phần make it này để mua được những con NFT trên chợ. Đó, mình sẽ lọc là NFT bậc S trở lên. Tiếp theo về giá mình sẽ để là từ thấp đến cao. Đấy nhỉ, thấp đến cao. Ok. Và giá thấp nhất của con NFT trên chợ này là 0,44 cái đồng BNB. Mua đồng BNB nha. Và con này có giá là level 1. Con này level 1 ha. Level 1 có giá là 0,44 đồng BNB. Và tương đương với 2.495.000 tính theo Việt Nam đồng. Còn nếu như anh em min nha, anh em min con level 1 thì cũng hết được khoảng 2.4 triệu rồi. Nói chung là cái phần min và phần mua trên chợ này, mình so sánh giữa hai con level 1 với nhau là mình thấy là giá nó cũng tương đương thôi, không đắt hơn và cũng không rẻ hơn quá nhiều ha. Nói chung là tùy anh em thôi, anh em chọn được con tướng ngon ở trên chợ, anh em mua. Còn nếu không, anh em min từ level 1 nha. Lưu ý là anh em đã xác định min thì nên min từ level 1 để đỡ tiền công ha. Ý cho dù anh em min NFT trực tiếp hay là mua NFT trên chợ thì chúng ta phải mua đủ 3 con của 3 thế hệ khác nhau, không được trùng nhau ha. Ví dụ nha, ví dụ anh em vào make it này, ở đây sẽ có cái, đây là con thủ này, đó, con thủ này. Ok, con thủ này, con tấn công này. Và cuối cùng là con support. Đó, chúng ta không được mua trùng nha. Nếu như mua trùng thì sẽ không gắn lại được vào một ô đâu. Bởi vì một cái con của thủ này chỉ gắn được vào một ô thủ thôi. Còn cái con của tấn công này cũng chỉ gắn được vào một ô tấn công thôi. Không thể nào gắn hai con thủ vào một đội hình được. Đó là cái chia sẻ lưu ý quan trọng của mình ha. Giờ thì mình sẽ gọi là min NFT ha. Mình lười nạp BNB lắm. Đấy nha. Để nạp được tiền ấy, anh em chỉ cần bấm vào giúp mình phần cái ví này. Ví ha. Ở trong phần ví này, ở đây mình đang có là 900 cái đồng MMM rồi. Đó, nhưng mà nạp tiền thì nạp như thế nào? Anh em chỉ cần copy địa chỉ ví. Đó, sau đó anh em lên Pancake thôi nha. Khi mà anh em đã quy đổi từ cái đồng USDT hoặc là từ bất kỳ đồng nào sang đồng MMM rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần chuyển đồng đó từ MetaMask vào trong địa chỉ ví này của game nha. Mỗi tài khoản lại có một địa chỉ khác nhau, anh em chỉ cần chuyển vào đúng cái địa chỉ này là được. Đó là cách chúng ta nạp tiền ha. Khi mà anh em chuyển vào trong địa chỉ này rồi
Thì ở đây số dư sẽ hiện lên nha. Hôm qua mình đã test thử hơn 1.000 token. Đó, hơn 1.000 ha. 900 token cộng với 130 token bên này nữa là 1.030. Ok. Bây giờ khi mà anh em đã có đồng MMM ở trong ví rồi thì chúng ta cần thêm một chút BNB để làm phí giao dịch trên mạng nữa, không cần nhiều ha. Và bây giờ việc của chúng ta là cần quy đổi từ đồng MMM từ cái ví này sang cái đồng UMMM của tựa game. Đó, lưu ý nha, pin chuyển ít nhất là từ 1.000 token trở lên. Nên là anh em cần nạp ít nhất là 1.000 token ha. Và 1.000 token cũng khá rẻ thôi. Đấy nha, 1.000 token nó tương đương với khoảng là 4.5 đô thôi, không quá cao ha. 4.5 đô trên một lần chuyển. Đó, cái lưu ý nha, min chuyển vào game là 1.000 token trên một lần chuyển. Đó, sau khi mà đã có đồng MM rồi, anh em bấm vào giúp mình phần transfer. Anh em bắt đầu chuyển từ đây nha, from là từ wallet, to là đến, à đến cái ví spending, đến ví chi tiêu ấy, mình chuyển max này 900 này và confirm này. Và anh em xác nhận cái giao dịch của ví trong này nha. Đây nha, xác nhận này, confirm này. Tất nhiên là sẽ phải trừ một chút BNB để làm phí giao dịch trên cái mạng Binance Smart Chain ha. Sau khi mà anh em chuyển từ cái đồng MM ở dưới này lên đồng UMM ở trên này, khi mà anh em chuyển nha thì nó sẽ tự động quy đổi cho anh em. Thì bây giờ chúng ta min NFT thì chúng ta sẽ cần cái đồng xanh dương. Còn nếu như chúng ta mua NFT ấy, thì chúng ta sẽ cần đồng BNB. Đó, anh em mua NFT thì làm tương tự ha. Anh em chỉ cần thay vì anh em nạp cái đồng MM thì chúng ta nạp cái đồng BNB là được. Đó, đơn giản chỉ thế thôi. Đấy nha. Bây giờ chúng ta cần là quy đổi từ đồng token màu đen này sang đồng token màu xanh. Thì làm thế nào? Đơn giản thôi. Anh em chỉ cần bấm vào giúp mình phần quy đổi ở giữa này. Đó. Bây giờ thì chúng ta quy đổi từ UMMM sang SPMMM là được. Mắc này. Đấy nha, vừa nãy mình đã chia sẻ rồi. Min quy đổi của cái phần này là 1.000 token đó. Lưu ý nha, confirm này. Đó, như vậy là mình đã quy đổi thành công. Đấy nha, số dư của mình đã được cộng rồi. Hiện tại mình đang có là 1.080 đồng ở đồng token trong game. Bây giờ việc của mình là nếu như anh em đi min token, anh em vào giúp mình phần NFT, get NFT và chọn cái con tướng mà anh em muốn min. Mình sẽ min luôn con này. Đó, 4 đô trên một con ha. Confirm này. Min với giá 970 token này. Min luôn. Đơn giản đúng không nào? Đơn giản như đang rổ luôn. Confirm. Ok, như vậy là mình đã min thành công cái con người cây này thành cái NFT rồi. Và lưu ý là khi mà anh em min như vậy thì cái chỉ số của nó sẽ được x2 lần cơ nha. X2. Đó. Đó là cách chúng ta có được NFT ở trong tựa game ngày hôm nay. Và khi mà anh em đã min thành công NFT hoặc là đã mua thành công NFT rồi thì anh em hoàn toàn có thể làm được những cái nhiệm vụ mà nó yêu cầu NFT ở trong này. Đó, tùy nhiệm vụ nha, chứ không phải nhiệm vụ nào cũng yêu cầu NFT. Tiếp theo chúng ta cũng hoàn toàn có thể vào giúp mình phần workbot. Đó, để anh em đi đánh con bot ở trong này, tác động vào con bot càng nhiều đam càng tốt. Nhưng mà lưu ý nha, anh em phải có 3 NFT của 3 hệ, đó là phòng thủ này, tấn công và support, thì với bui được một cái team và đi tấn công con bot này được. Ok, anh em tác động càng nhiều đam càng tốt. Cái đội hình của anh em càng khỏe càng tốt, càng khỏe càng tác động được nhiều đam, mà càng tác động được nhiều đam thì cái danh của anh em sẽ càng cao. Đơn giản chỉ là như thế thôi. Còn nếu như anh em đầu tư hẳn một dàn S, 3 con S nha, thì anh em hoàn toàn có thể vào giúp mình phần Dispatch và anh em stake những con NFT đó vào đây để thu thập những cái đồng token trong game. Đơn giản chỉ là như thế mà thôi. Lưu ý là trong phần Dispatch này chúng ta chỉ có thể stake những con bậc S trở lên mà thôi. Cái phần stake này thì anh em tự tìm hiểu trong phần dấu hỏi nha. Đó, mình đọc không lầm là khi mà anh em stake, cái năng lượng của NFT sẽ bị suy giảm. Và khi suy giảm như vậy dưới 50% thì chúng ta phải dùng token để khôi phục năng lượng cho nó. Đó, mình đọc sơ qua như vậy thôi. Còn anh em nếu như anh em muốn tham gia thì anh em phải tự tìm hiểu ở trong phần dấu hỏi này. Đó là hai cách cơ bản tham gia dưới tư cách là một người đầu tư. Nhưng nếu như mà anh em mua full một bộ NFT bậc S hoặc là NFT khỏe nha, thì anh em cũng hoàn toàn có thể leo trong phần Tower Monster này dễ dàng. Đó, leo dễ thì chúng ta lại đứng danh cao, mà danh cao thì kiếm được tiền. Đơn giản chỉ là như vậy mà thôi. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để rút được tiền. Đây mới là phần quan trọng và mình nghĩ anh em không nên tua nha. Rút tiền thì cũng đơn giản thôi, nhưng thời gian rút tiền thì nó hơi lâu. Ok, anh em vào giúp mình phần đây nha, access cho nó nhanh ha. Ở trong phần rút tiền này thì khi mà anh em làm nhiệm vụ hay là khi mà anh em làm bất kỳ cái chế độ nào ở trong game này sẽ nhận được cái đồng token màu xanh dương. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là quy đổi từ xanh dương sang đồng token màu đen ở dưới. Anh em bấm vào giúp mình phần quy đổi đây. Chúng ta quy đổi from là từ xanh dương, tu là tu đến đen mà. Đó, lưu ý là cái số lượng quy đổi tối thiểu là 300 token xanh dương thì mới được quy đổi một lần. Đó, ok, đó là lưu ý đầu tiên nha. Cái lưu ý thứ hai đó là phần vest time. Vậy thì vest time ở đây sẽ có 3 ngày này, 7 ngày và 15 ngày. Nếu như anh em đang thắc mắc vest time là gì thì bây giờ mình cũng xin trả lời luôn. Vest time này nó giống như là cái thời gian phân phối vậy. Ok, nếu như mà anh em đặt vest time là 3 ngày, nhỏ nhất là 3 ngày nha, nhanh nhất là 3 ngày. Anh em nhập giúp mình số lượng một rút ở đây, ví dụ mình rút 300 thì chúng ta chỉ nhận được 120 token mà thôi. Đấy nha, mình cứ 100 thôi, 100 nha. 100 này,
khi mà chúng ta rút 100 token, tất nhiên là không thể nào rút 100 nha, min rút là 300 thôi, nhưng mà mình đang làm ví dụ, khi anh em rút 100 token ở trong phần vest time 3 day, 3 ngày ấy, thì chúng ta sẽ mất 60% số lượng token anh em rút, và sau 3 ngày chúng ta nhận về được 40 token. Nhưng khi mà chúng ta đặt vest time là 7 ngày, đấy nha, 7 ngày, thì chúng ta mất 30% số lượng token chúng ta rút và chúng ta nhận về 70%. Nhưng nữa, nếu như chúng ta muốn gọi là kiểu lâu lâu hơn một tí ha, thì chúng ta đặt là 15 ngày. Và khi chúng ta đặt là 15 ngày thì 100% số lượng token chúng ta rút sẽ được trả về tài khoản của anh em. Đó, đây giống như kiểu là nó chống xả nha, chống xả cũng dễ hiểu thôi. Cái phần này là phần chống xả của trò chơi. Nếu như anh em muốn rút nhanh, anh em đặt time 3 ngày thì anh em chỉ nhận về được là 40% thôi. Nhưng nếu như anh em muốn rút theo tốc độ trung bình thì đặt time là 7 ngày. Đó, 7 ngày thì chúng ta nhận về 70% số lượng token chúng ta rút. Còn nếu như chúng ta sống gọi là sống một cách chậm thôi á, sống chậm thì chúng ta đặt là 15 ngày. Tất nhiên sống chậm thì chúng ta sẽ nhận về là 100% số lượng token chúng ta rút. Đơn giản chỉ là như vậy mà thôi. Và khi chúng ta đã quy đổi thành công ra đồng UMM rồi, đồng màu đen ở dưới rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu transfer ha, chuyển từ đồng đen này ra đồng màu tím, transfer này. Đó, anh em chọn max là 300 đồng nha. À đâu, min là 300 đồng chuyển một lần. Khi mà anh em chọn chuyển từ đồng đen sang đồng tím rồi thì rất đơn giản. Khi mà đồng tím đã được cộng về tài khoản của anh em bấm vào giúp mình phần Open Wallet. Ok. Ở trong phần này sẽ hiển thị cho anh em là số dư đồng màu tím của anh em. Bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vào đồng màu tím, anh em chọn giúp mình phần SIM và điền địa chỉ ví MetaMask của anh em vào phần này. Đó, đây là phần điền địa chỉ ví MetaMask này. Tiếp theo là nhập số lượng anh em muốn rút và anh em chọn giúp mình cái mạng anh em muốn rút. Ví dụ mình rút là mạng Binance Smart Chain. Thì khi mà anh em rút từ cái ví của game về trong cái ví MetaMask của anh em rồi, thì bây giờ đơn giản thôi, khi mà về ví riêng rồi thì chúng ta chỉ cần lên PancakeSwap để quy đổi từ cái đồng token màu tím này ra cái đồng USDT hoặc là bất kỳ đồng nào mà anh em muốn, thậm chí là đồng token của game này. Đấy nha. Được list ở trên sàn MEX, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển trực tiếp từ cái ví này lên sàn MEX luôn. Đấy nha. Đó, được list ở trên MEX nha. Và anh em hoàn toàn có thể chuyển từ cái ví này lên trực tiếp sàn MEX để bán ra đồng USDT trên MEX và bán P2P cái đồng USDT đó cho người khác luôn trên MEX để ra tiền Việt Nam đồng. Đó, cơ bản nó chỉ là như vậy mà thôi. Và đó là toàn bộ nội dung mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho toàn thể anh em. Nếu như cái phần content này còn thiếu thì anh em hoàn toàn có thể góp ý cho mình ở dưới phần bình luận video ha. Video của mình đến đây cũng đã rất dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn rất là hay. Nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.